a complete attention to the breath. When you give 100% complete attention to the breath, you start to enter into the mindfulness. Hãy dành một sự chú tâm trọn vẹn cho hơi thở của mình. Một khi chúng ta chú tâm như vậy, bạn mới đang thực hành chánh niệm. So this mindfulness creates the balance in your hormones, in your mental and physical mechanism. Sự chánh niệm này tạo ra một sự hài hòa trong những hormone, trong những cơ chế vận hành của cơ thể chúng ta. That's why healing happens. Đó là lý do vì sao sự chữa lành được xảy đến. Because you are not giving extra pressure on the mental activity and the physical activity. Bởi vì các bạn không tạo thêm áp lực cho những hoạt động của tâm trí hay cơ thể của mình. For example, when you are overthinking again and again, so much thinking and so much worry, so much different kind of distraction, so mentally you are creating the pressure in the brain, so it consumes the energy for nothing. Khi các bạn suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đang tạo ra những áp lực cho bộ não của mình. Và đây là một sự phí phạm năng lượng không cần thiết. So you feel low energy, that's why you need substances like eating some junk food or drinking alcohol or taking cigarettes. So you feel energized because of the temporary effect from the chemicals. Bạn cảm thấy năng lượng của mình rất thấp và rồi chúng ta trở nên phụ thuộc và nhận chất kích thích. Ví dụ là những đồ ăn không lành mạnh, thuốc lá, rượu bia để giúp cho bạn cảm thấy hưng phấn hơn. Imagine you got energy from the cigarette, you got energy from the alcohol, you got energy from some kind of carbohydrate food with sugar, which is junk food. After the temporary energy, it again creates the toxics inside. Hãy tưởng tượng chúng ta có được một nguồn năng lượng tạm thời từ việc hút thuốc, uống rượu bia hay là sử dụng đường. Nhưng đây chỉ là một nguồn năng lượng tạm thời. That's why it's not conscious choice, because we cannot get complete benefit out of it. Đây không phải là một sự lựa chọn tỉnh thức, bởi vì chúng ta không có được những lợi ích trọn vẹn. A wise person never fall into the temporary benefits. Một người thông thái sẽ không bao giờ rơi vào những lợi ích tạm thời trước mắt. Temporary pleasure. Hay những niềm vui sướng tạm thời. The wise person always create long-term benefit. Long-term health. Một người thông thái sẽ luôn đưa ra những sự lựa chọn mang tới những lợi ích bền vững, lâu dài cho sức khỏe. So doing meditation practice, practicing mindfulness in the daily activity, creating the healthy environment in the mind is the wise person's choice. Một người thông thái sẽ lựa chọn việc thực hành thiền, thực hành chánh niệm, tạo ra một môi trường đúng đắn cho tâm trí của họ. Otherwise we live a sick life. Nếu không, chúng ta sống một cuộc sống bệnh tật. Mental health is most important thing, friends. Sức khỏe tinh thần là điều quan trọng nhất. And the one who meditate and the one who explore the wisdom of life, he always has the great mental health. Những người mà thực hành thiền và khám phá sự thông tuệ của cuộc sống này luôn có sức khỏe tinh thần rất tốt. So let us all become rich in having mental health. Hãy cùng trở nên giàu có về sức khỏe tinh thần của mỗi chúng ta. Let us become master in making ourselves calm and peaceful. Hãy cùng trở thành những vị thầy trong việc khiến cho chúng ta trở nên bình tĩnh. At any condition,
at any situation. Trong bất kỳ điều kiện nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Let us be master in forgiving and sending compassion. Hãy trở thành một vị thầy trong việc tha thứ, trong việc trao đi tình thương. Let us be master in being patient and adaptability. Hãy cùng trở thành một vị thầy trong việc kiên nhẫn và thích nghi. Let us be master in nourishing the life through all the small things. Hãy trở thành một vị thầy trong việc nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta từ những chi tiết nhỏ bé nhất. Like spending our time with parents, eating nice, healthy food, having a walk on the nature, observing the nature around, having a nice discussion with the neighbors. These are all small things. We can nourish our life deeply. Đó có thể là dành thời gian cho ba mẹ, ăn một món ăn lành mạnh, đi bộ giữa thiên nhiên, có một cuộc trò chuyện với người hàng xóm. Đây đều là những điều vô cùng nhỏ bé nhưng lại nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta. So friend, practice meditation, gain the mental health. Vậy hãy thực hành thiền, hãy có được sức khỏe tinh thần. In case you think meditation is boring, in case you think I don't know how to meditate, in case you think I cannot meditate, in case you think, oh, I cannot be mindful, you cannot come out of your suffering, worry, sadness as soon as faster. Nếu các bạn nghĩ rằng tôi thấy ngồi thiền rất chán, tôi không biết thiền thế nào, tôi không thể thiền được, tôi không chịu được việc ngồi thiền, như vậy chúng ta sẽ rất khó thoát khỏi vòng lặp của sự bất hạnh và khổ đau. And that sadness, worries, fears, in the long run, it will creates the chronic health issues. Và chính những nỗi sợ, sự lo lắng, bất an, ngày này qua ngày khác cộng gộp lại sẽ tạo ra những vấn đề sức khỏe vô cùng nan giải. Then we feel like life is a prison. Chúng ta cảm thấy cuộc sống này như một nhà tù. And we try a lot to escape from the prison. Và chúng ta cố gắng thoát ra khỏi ngục tù này. That is called misery. That is called hell. Đây chính là sự bất hạnh. Đây chính là địa ngục. So friends, awake. Các bạn yêu quý, hãy thức tỉnh. Let us feeding the sadness, feeding the worries, feeding different kind of toxic feelings is not our choice. Hãy giải phóng những sự lo lắng, nỗi buồn, những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta. Our choice is mindfulness. Bởi chúng không phải là sự lựa chọn của chúng ta. Sự lựa chọn của chúng ta là sự chánh niệm. Our choice is gain the freedom through the right understanding. Sự lựa chọn của chúng ta là có được sự tự do thông qua những hiểu biết đúng đắn. The right understanding is just like yesterday I given the points. There is no comparison ourselves with anyone. Những hiểu biết đúng đắn như thầy đã chia sẻ với chúng ta ngày hôm qua, đó là không so sánh mình với bất kỳ ai. Do mindful activities. If you are eating, eat fullest. If you are taking shower, take shower fullest. If you are riding a bike, just be with that bike and enjoy the riding. If you're speaking with the neighbors, enjoy that conversation. Be fullest in every moment. Hãy thực hành những bài tập chánh niệm khi chúng ta ăn, tắm, đi bộ hay nói chuyện với hàng xóm. Hãy làm những hoạt động này thật trọn vẹn. Don't do anything from the lack, because lack creates the lack. Đừng làm bất kỳ điều gì
chỉ vì chúng ta cảm thấy thiếu thốn, bởi vì cảm giác thiếu thốn sẽ tạo ra thêm nhiều sự thiếu thốn. Doing things from the complete acceptance creates the good environment within your mind. Hãy làm mọi việc với một sự chấp nhận hoàn toàn. Chính điều này mới tạo ra những môi trường đúng đắn cho tâm trí của mình. That is called conscious lifestyle. Đây được gọi là một lối sống tỉnh thức. That is called mindful living. Đây được gọi là một lối sống chánh niệm. Meditate, friends. Every day, do the quality meditation practice. Hãy thực hành thiền, các bạn yêu quý. Mỗi ngày trôi qua, hãy thực hành thiền. Hãy thực hành thiền chất lượng. Always question yourself how much mindful you are and train yourself to be mindful all the time. Hãy luôn tự vấn chính mình, bạn đang chánh niệm bao nhiêu, và hãy luôn gợi nhắc mình sống trong sự chánh niệm. It saves your energy. Khi chúng ta sống trong chánh niệm, bạn đang tiết kiệm nguồn năng lượng của chính mình. And you can invest your energy into some important things in the life. Và bạn có thể dành nguồn năng lượng đó vào những việc quan trọng trong cuộc sống. Like creating your, manifesting your dreams, your visions, your targets. Như là hiện thực hóa những ước mơ, những tầm nhìn, những kế hoạch của bạn. So meditation, living mindfulness helps you a lot to save the energy. Thực hành thiền và sống chánh niệm giúp cho bạn rất nhiều để tiết kiệm nguồn năng lượng. Even you have less money, less resources, still you can leave so much rich just by being mindful. Cho dù bạn có ít tiền trong túi, cho dù bạn có ít tài nguyên, chúng ta vẫn có thể sống một cuộc sống rất giàu có bằng việc trở nên chánh niệm. So accumulating is not a main thing, but how we use what you have, that is the main thing. Tích lũy, thu nạp không phải là ý chính ở đây, mà là chúng ta sử dụng những gì mà chúng ta có như thế nào. Đây mới là điều quan trọng. So richness is just within your inner space. It's not somewhere in the bank. It's not somewhere in the future achievements. Sự giàu có là ở trong thế giới nội tâm của bạn, chứ không phải sự giàu có đến từ bên ngoài, đến từ số tiền trong tài khoản. Be mindful, friends. Practice mindfulness. Hãy tỉnh thức, các bạn yêu quý. Hãy thực hành chánh niệm. May whatever the chronic problems you are going through physically, mentally, whatever the challenges you are going through financially, may everything get healed. Nguyện cầu cho những vấn đề sức khỏe của bạn, có thể đây là những vấn đề mãn tính và nan giải. Nguyện cầu cho những vấn đề về tài chính của bạn đều được chữa lành, đều được qua khỏi. May you get awakened and come out of any negative karma you may going through. Nguyện cầu cho các bạn được thức tỉnh và thoát ra khỏi bất kỳ những nghiệp quả xấu nào chúng ta phải trải qua. Whatever the blessings you have, skills, talents, creativity, gifts, you may share your blessings to your fellow beings. Nguyện cầu cho bạn hãy chia sẻ những phước lành của bạn. Đây có thể là những kỹ năng, năng lượng, tài năng của bạn dành cho thế giới này. And may you create meaning to your life. May you create meaning to your life. Và nguyện cầu cho bạn tạo ra những ý nghĩa riêng cho cuộc sống của mình. Blessings, friends. Gửi tới bạn rất nhiều lời chúc lành, chúc lành, chúc lành. Okay, friends, gently bring your palms on your eyes. Và bây giờ, xin mời tất cả các bạn, chúng ta hãy đưa hai bàn tay lên gương mặt của mình. Feel the touch deeply, feel the mindfulness. Hãy cảm nhận đôi bàn tay bạn xúc chạm trên gương mặt, trên đầu, trên tóc của bạn. Beautiful. Gently open the eyes.
rất tuyệt vời. Và bây giờ xin mời các bạn hãy từ từ mở mắt của